Xin giới thiệu với các bạn một kỹ thuật Photoshop rất là phổ thông. Có thể biến một cái hình mà mình chụp ở Sài Gòn của mình, nhưng mà cho một người xem ảnh một cái cảm nhận là ảnh được chụp ở Đà Lạt hoặc xa hơn bên Paris, bên Pháp, hay xứ hồn đất của phương Tây. Lý do mẹ là vì chúng ta ở Sài Gòn, chúng ta sống thì nói chung là tôi có cái câu người ta nói rằng là Sài Gòn có bốn mùa, chỉ có mùa nắng và mùa mưa thôi, và chúng ta là cây xanh nhiều, cho nên nó là tôi đã từng sống những xứ ôn đới nên tôi biết được cái khung cảnh, cái hình ảnh của mùa thu lá vàng ấm. Mà ở trong Sài Gòn mình thì sinh hoạt, cái bản thì chúng ta sinh hoạt ở những nơi công viên thì là cây xanh nhiều, và khi chụp hình lên thì nó cho cái cảm nhận của cái gì đó nó rất là xanh tươi. Dĩ nhiên là trong vấn đề về nghệ thuật ấy, thì mùa thu gần như là một cái khung cảnh lý tưởng để cho các bạn feel được cái hình ảnh lãng mạn cũng đó. Thì ngoài cái chuyện các bạn chụp ảnh, các bạn có thể chỉnh nhiệt độ màu rồi balance shift biến cái hình nó có hơi có chất vàng ấm chút xíu. Nhưng mà trong Photoshop có một cái công cụ, có một cái filter adjustment layer mới rất là độc đáo. Mà tôi có thể cho các bạn xem làm liền bây giờ. Đây bạn có thấy cái hình chụp ở trước Dinh Độc Lập, công viên Công viên 34 chắc, tôi nghĩ vậy. Thì bạn thấy là xung quanh lá xanh kể nhiều. Dĩ nhiên với góc chụp của một cái bạn đang chụp hình này thì bạn chụp với góc máy thấp, ở phía trên là cây nhiều nên gần như là chúng ta không biết được cảnh này nằm ở xứ nào. Cho nên tốt nhất là khi bạn muốn style cái hình này cho nó nhìn nó tây phương chút thì bạn cần lưu ý tới vấn đề thời trang chút xíu, ăn mặc sao sao á. Nhưng mà cái vấn đề lá cây thì sao, thì tôi dùng một công cụ nó gọi là selective color. Thì công cụ selective color ở đây bạn sẽ thấy rằng nó như thế này, khi bạn mở lên á thì bạn sẽ thấy rằng nó có khá là phức tạp, nhưng sự thật nó không phải đơn giản như vậy, không có gì không khó khăn như vậy đâu. Thì nếu bạn chơi nhiếp ảnh thì bạn sẽ biết rằng nó, bạn thấy bên đây là cyan, magenta, yellow, thì bạn phải tự nghĩ, bạn phải đoán được ngược với cyan là gì, thì nó là red, ngược với magenta là green, ngược với yellow là blue, mà tôi thấy ở đây họ không có đề. Okay. Cho nên là với cái hình này bạn muốn biến cái lá cây màu khác đi á, thì bạn mở cái submenu color, bạn sẽ thấy nó có rất nhiều cái kênh. Hiện giờ chúng ta chưa biết tới 6 kênh này trước cái đã. Okay. Thì bạn chỉnh qua cái kênh yellow. Thì tại kênh yellow này có nghĩa là gì? Có nghĩa rằng là hiện giờ tất cả những gì bạn làm, bạn chỉ tác động lên kênh yellow mà thôi, kênh vàng, tông màu vàng mà thôi. Nên bây giờ ở cái hình ở đây thì bạn thấy là nếu mà tôi đẩy cái thanh này, red này về sân này, red về phía này, mà sẽ bắt đầu nó có cái màu ửng vàng lên như thế này, và nó có tác dụng liền ngay tức thời. Okay. Có nghĩa là tôi đang thêm màu da, màu đỏ, vì đỏ ngược với cyan. Okay. Tôi đang thêm màu đỏ vô yellow, tức là thêm màu đỏ vô vàng. Okay. Cái công cụ này nó khá là an toàn, nó cho cái effect chỉ có vậy thôi. Nếu bạn cảm thấy chưa đủ, mà cảm thấy chưa đủ thì cách tốt nữa là bạn có thể nhân đôi layer lên. Xem bạn coi tôi làm Ctrl J một lần nữa. Xem bạn thấy nhân lên nữa, rất là, này là hơi quá đáng, này là hơi nhiều. Mỗi cái công cụ như vậy nó cho mình một cái mask như thế này. Thì tùy theo bạn, bạn có thể là ôi nếu tôi nhân vàng lên thì da người mẫu cũng bị vàng ấm theo. Thì dĩ nhiên cái công cụ mà adjustment layer này có rất nhiều control trong cái việc mà bạn hạn chế, control nó làm chủ nó. Thì tôi thấy nếu mà tôi xài một layer thì ít quá, hai layer thì nhiều quá, nên layer trên tôi có thể bớt lại khoảng 50% chẳng hạn. Ok. Và thậm chí là tôi không có muốn người mẫu mình hoàn toàn mask out ra, cái người trừ người mẫu ra, bởi vì nếu người mẫu ra giống như mình ghép hình vậy đó, nên tôi vẫn để người mẫu có tí xíu ám vàng của cái hình gốc của mình. Đó là cái kỹ thuật đơn giản nhất để biến một cái hình mà một ngày hè nắng như Sài Gòn của mình trở thành một cái không gian nhìn nó có vẻ mùa thu lãng mạn của Đà Lạt hay là của xứ ôn đới nào đó của Tây Phương. Ok, xin cảm ơn các bạn.